Hello, chào các bạn. Hiện nay Heo giới thiệu đến các bạn một trang YouTube ha. Thì cái trang này của anh mình đang làm về mảng game mobi bắn súng và cờ liên quân này nọ ha. Anh em nào muốn trau dồi kiến thức hay là muốn giải trí này nọ thì có thể qua tham khảo và đăng ký ủng hộ cho anh mình nha. Ok, thì link mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta bấm vào đăng ký. Nhớ bấm vào quả chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nha. Hello, hello everybody, welcome to Heo VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay chúng ta lại đến với một server game Trảm Yêu Trừ Ma ha. Trảm Yêu H5 nè. Ồn quá. Rồi. Thì server này cũng là một server cho các bạn đua top ha. Nhưng mà server này nó free cho chúng ta rất là nhiều hơn cho các bạn. Thì đầu vào là nó free cho chúng ta full VIP 10 luôn. Đó, nhận full quà VIP 10 nè. Đó, 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 đó. Đó, full quà VIP 10 luôn ha. Thì nó free cho chúng ta là hơn 20 mã code nữa nha các bạn. Đó, tổng giá trị là trên 7 triệu. 7 triệu kim nguyên bảo ha, trên 7 triệu kim nguyên bảo. Đó, một server khá là ngon ha, để cho anh em đua top ha. Thì server này sẽ open máy chủ mới vào 10 giờ. Anh em nào có chơi thì bấm vào link ở dưới phần mô tả giúp Heo ha. Rồi vào mà quẩy và đua top ngon lành luôn. Game free, ta nói free như cho không. Đánh boss thì vẫn như mọi khi rớt kim nguyên bảo nha các bạn. Rồi bây giờ Heo hướng dẫn các bạn đi nhập mã code ha. Ok, ở đây chúng ta bấm vào máy chủ nè. Đó, ra đây, đây là cái giao diện của trang web này ha. Rồi, ở đây nó có fanpage. Đây, fanpage của game thì Heo sẽ để với phần mô tả luôn ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với fanpage nạp tiền hay gì cái nọ thì cứ kéo xuống phần mô tả có luôn nha các bạn. Rồi ở đây thì đây, open máy chủ. Đó. Thời gian open là 10 giờ thứ sáu ngày 15 tháng 5. Đó. Trang chủ link game fanpage group Trảm Yêu đồ họa đẹp nè. Đó. Web đa nền tảng Android, iOS, PC chơi được mượt hết nha. Đó, cập nhật vòng quay. Đó, vòng quay nhân phẩm. Đó, free cho chúng ta là VIP 10 nha. Đó. Đánh boss rớt kim nguyên bảo, đồ cực VIP nè, tính năng dân cài nè, đó, thoải mái luôn. Rồi ở dưới này nè, full nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 mã code nha các bạn. Đó, ở đây là còn một cái. Ở đây là lúc khác là chia sẻ ha, các bạn nào muốn chia sẻ vào dẫn thêm mã code nè. Like share công khai gì đó. Đó. Rồi ok, chúng ta quay lại phần nhập mã code. Đây. Đây, fit code. Đó, nhận để Heo nhận hết cái mã code từ 1 cho tới 17 này ha, để coi nó được cái gì. Nhập quá trời luôn, nhập muốn mỏi tay luôn các bạn.
Rồi, thử 18 nè, 18 không được. Rồi, ok. Tiếp theo còn 3 mã code cuối ha. Đây là ông mà từ từ. Chúng ta vào game cái. Đây, vào game thì ở đây hỗ trợ tân hữu nè. Đó, code chuyển sinh đan. Đó, code chuyển sinh đan, kim nguyên bảo. Heo sẽ nhận full hết cho các bạn xem ha. Nhận full hết coi thử coi được bao nhiêu nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Chơi là nó... Trời, nhận mã code mà muốn mỏi tay luôn. Game này là lực chiến lên tới vài tỷ là bình thường nha các bạn. Và đặc biệt là game này chơi trên mọi nền tảng ha, Android, iOS, PC gì. Chơi được mượt tuốt, không cần phải tải về luôn. Chơi trực tiếp trên trình duyệt web luôn nha các bạn. Code gì nhận hồi nãy giờ chưa xong nữa, đậu xanh, mỏi tay quá. Mỏi tay bấm loạn xạ luôn rồi nè các bạn. Được 1 triệu mấy rồi kìa. Cho gì cho nghiệt ngã gần 1 triệu tư hết. Hình như là đang nhập ngày được thêm 1 vạn nữa. Là tổng cộng là 4 triệu mấy. Lộn 1 triệu rưỡi. Cũng gọi là kha khá nha các bạn. Rồi bây giờ nhập hai cái mã code cuối ha. Đây đắt giá là hai cái mã code cuối nè. Đó. Bạn thấy nó lót gì đó, kệ nó quay gì kệ nó. Ok. 2 triệu, 200 bạn là 2 triệu đó các bạn, 2 triệu ngon lành. Một mã code thôi mà cân sạch luôn ha. Đó. 2 triệu. Rồi đây code. Tiếp theo open VIP. Cái này nó quay hoài à, các bạn phải F5 lại. Rồi tiếp tục nó lại vẫn quay nữa. Đó. Ở đây chúng ta lại 2 triệu. Đó. Mã code, những mã code mà đáng giá. Lại tiếp tục 2 triệu. Tổng cộng là chúng ta được là 7.490.000. À, chuẩn bị các bạn chạy xong là một chút nữa. Nó sẽ có cái ở đây nè. Sẽ có cái một số cái khác nữa là chúng ta sẽ được khá là nhiều tiền nha các bạn. Với chơi chúng ta chơi chai mà 7 triệu là cả một vấn đề ha. Bảy triệu là chơi dư sức qua cầu luôn. Qua cầu chân thanh và gió mát. A few moments later. Rồi sau khoảng 20 phút thì heo chạy nhiệm vụ này nọ thì nó gần lên tới level 80 và chuyển sinh luôn rồi các bạn. Đây để heo cho các bạn xem. Đó, 79-80 luôn rồi ha. Ok, quá ngon, 80 rồi. Bây giờ đánh hết tầng 10 để ra ngoài. Giờ chúng ta chuyển sinh và xem mấy cái event ha, mấy cái sự kiện ha, có tính năng gì mới không ha các bạn. Hồi nãy giờ 20 phút heo lên
80 là không có dùng một cái kim ngân bảo nào luôn các bạn. Server này cài level rất là nhanh luôn nha. Mát nhanh luôn chứ nói gì. Ok. Rồi. Đây vẫn còn. Rồi vẫn còn 7.409.000 nha các bạn. Ok, bây giờ thì ở đây nó có phúc lợi nè, chúng ta vào phúc lợi. À, phúc lợi một ngày chỉ được 500. Cái đây là online ngày. Thẻ tháng. Thẻ tháng. Thông báo event gì đó. Rồi ở đây chúng ta có liên minh. Tạo luôn chứ mắc cái gì. Rồi ở đây chúng ta có tân binh. Ở đây có nhiệm vụ gì nè. Wow. Cái này mới hả ta. Hôm bữa đâu thấy cái bên kia đâu có đâu. Á đù có đập trứng gì nữa nè. Ôi trời trời. Cái này có nhiều cái event tính năng mới kìa các bạn. Khá là ngon nha. Wow, có online 7 ngày gì đó nè. Đồ có nhiều tính năng mới quá. Liên minh. Shop, để coi shop có gì ngon không. Shop có chuyển sinh đan nè ha. Shop không đây có bán chuyển sinh đan. Chúng ta thấy cái nào rẻ rẻ thì chúng ta mua ha. Đây cũng có khá nhiều cái rẻ như là kim nguyên bảo ha, thấy thì cứ mua nha các bạn. Vâng, shop thì cũng như mấy shop khác. Ở đây chúng ta có quà VIP nè. Ở đây chúng ta có tầm bảo nè. Ok, đi tầm bảo thôi. Hy vọng là có ít đồ để xài ha. Không có đồ gì mới hết ta. Đây, ảo hóa chúng ta có một con ngựa. Đó, một con ngựa. Ở đây có gì vậy? Tích lũy đăng nhập một ngày nữa nè. Đó. Khá nhiều event hay ha. Gì vậy? Hầm xuân bao. Mở ra tất thu ngoạch được từ trên xuống. Ngự khí tinh long vũ chuyển sinh. Cao cấp trời thư bảo rương nữa hả? Đù. Khá là gây cấn. Để gán nhận coi. Đây là tiêu kim nguyên bảo hồi nãy nè. Ok, xong rồi. Có nhận mấy cái lễ bao gì nữa nè. Đậu xanh khá là ngon nha. Rồi ok, chúng ta vào đạo cụ xem có gì không. Đây. Tân sưng vậy nè, mở ra coi. Vâng, không thấy gì ngon hết. Đây nè, tân sưng ngự khí, tân cách trực can gương nè, ok. Quá trời luôn, quá là ngon luôn ha. Rồi ở đây chúng ta có tiên văn gì quá trời nữa nè. Ngon. Ok, bây giờ chúng ta đi săn boss một chút ha. Boss chuyện ma hết rồi. Boss 80 nè. Boss
Đó, bó 80 ha. 80 đánh vẫn còn hơi chua ha. Chắc là tại vì mình không có mặc đồ lên cho nó nha các bạn. Ôi, anh em nào có chơi thì bấm vào dưới link mô tả ha. Ở dưới phần mô tả có hết nha các bạn. Từ cái trang fanpage cho tới trang chủ cho tới group game mã code này nè. Ở dưới phần mô tả em có để hết nha các bạn. Thì như bên fanpage đã có nói thì 10 giờ đó, ngày thứ 6, 15 thì có open một cái server mới ha. Anh em nào muốn đua top thì vào đua ha. Thì full mã code là được 7 triệu rưỡi ha. Và mã code là 20 cái mã code luôn nha các bạn. Đó, anh em nào có chơi thì vào chơi ha. Nói chung là khá là ngon. Ok, thôi bye bye anh em. Chào tạm biệt anh em ha. Ok, nhớ like và share ủng hộ Heo VKT nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đua top rất là ngon nha các bạn. Server khá là mượt, nhiều event mới nè ha. Đó, ok, bye bye.